Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để tải phần mềm Microsoft 365 cụ thể như là Word, Excel, PowerPoint. Thì ở video này, các bạn lưu ý là trước khi vào video, các bạn sẽ phải tìm đến video này của mình à, và gỡ bỏ phần mềm Microsoft Office cũ đi. Sau đó thì các bạn hãy quay lại video này để có thể tải bản Microsoft Office mới. Trong video này thì mình đã chia thành hai bước cụ thể như sau. Bước 1 là bước chuẩn bị và cài đặt. Có hai dòng link mà các bạn phải cần truy cập là link 1 và link 2. Và bước 2 là cài đặt Office. Chúng ta cần phải nhập hai lệnh là lệnh 1 và lệnh 2. À, vào video thì các bạn sẽ truy cập cho mình đường link đầu tiên và đường link này mình đã có để ở dưới phần mô tả. sau khi truy cập vào thì các bạn sẽ chọn cho mình là download như vậy là chúng ta sẽ có được file đầu tiên và tiếp theo các bạn sẽ truy cập cho mình đường link thứ hai và mình cũng đã để đường link này ở dưới phần mô tả Sau khi vào được bên trong trang web này thì các bạn ngay lập tức hãy kiểm tra cấu hình máy cho mình à, Các bạn sẽ nhìn ở phía dưới thanh tìm kiếm của máy tính của các bạn Các bạn sẽ tìm kiếm cho mình là PC để xem cấu hình máy Ở đây thì máy mình là 64 bit nên mình sẽ lựa chọn trong trang web sẽ là 64 bit quay trở lại trang web thì bước thứ hai các bạn chọn chỗ office thì các bạn sẽ chọn cho mình là bản office 2021 này tiếp theo thì các bạn sẽ chọn phần mềm mà bạn cần thiết ở đây mình chỉ cần ba phần mềm là Excel, PowerPoint và Word. Chúng ta sẽ chọn Net, sau đó là chọn ngôn ngữ. Các bạn chọn cho mình là English, United Kingdom, chọn nét cho đến khi nào chúng ta thấy xuất hiện chữ finish. Sau khi xuất hiện chữ finish xong thì các bạn nhìn cho mình bên góc tay phải, thấy chữ import thì các bạn chọn vào, chọn vào dấu tích đầu tiên, các bạn chọn OK và chọn vào dấu tích nhỏ đó. Chúng ta sẽ chọn import. Như vậy thì chúng ta đã tải được link thứ hai. Và bây giờ chúng ta đã đủ hai đường link. Các bạn vào cho mình ổ đĩa C của các bạn, tạo cho mình một folder có tên là Office 2021 như mình đang làm ở trong video này. Sau đó thì các bạn quay lại phần tải xuống nơi mà chứa hai cái file mà chúng ta đã tải khi nãy. Các bạn sẽ copy nó và Bỏ vào trong cái folder Office 2021 trong ổ đĩa C. Đến bước này các bạn sẽ nhắm đúp hai lần vào file Office mình Tool hai lần. Chúng ta sẽ hiện lên cửa sổ, chúng ta sẽ chọn click here và continue. Ở đây các bạn sẽ kéo xuống, chọn cho mình Deep PC, chọn ổ đĩa C. Và chọn folder Office 2021. Như vậy thì chúng ta đã xong hoàn toàn bước thứ nhất và chúng ta sẽ đến với bước thứ hai. Các bạn search cho mình ở dưới thanh tìm kiếm là CMD. Và mở cái này lên. Đầu tiên thì các bạn sẽ nhập cho mình dòng lệnh đầu tiên. Dòng lệnh này mình cũng đã để ở dưới phần mô tả nên các bạn có thể copy để làm một cách nhanh chóng nhất. sau khi bấm được dòng lệnh này thì các bạn sẽ à, chọn là Enter giúp mình sau đó thì các bạn sẽ nhập tiếp dòng lệnh thứ hai ở dưới phần mô tả mình đã để sẵn các bạn lưu ý là phải bấm đúng từng dấu cách và dấu chấm và sau đó thì Microsoft sẽ hiện lên một bản thông báo chúng ta sẽ chọn là tiếp tục và đợi trong thời gian khoảng 10 phút. Thì chúng ta có thể sử dụng được Word, PowerPoint và Excel. Hiện tại mình đã có hỗ trợ tải phần mềm Microsoft từ xa có tính phí cho các bạn nào cần thiết. Đây là số điện thoại Zalo của mình nên các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình để được hỗ trợ sớm nhất. Nếu như các bạn thấy video này hay và cần thiết thì các bạn hãy nhớ để lại một like và đăng ký kênh để mình có thể ra nhiều video hấp dẫn hơn nữa nhé. Sau cùng thì mình muốn nói là trên kênh của mình hiện tại đã có hai video hướng dẫn cho các bạn cách để tải Microsoft Office 365 và hai video này cũng có lượng view khá ổn. Và video đầu tiên thì là Office 2023 với thời hạn là 2 năm. Còn video thứ hai cũng là Office 2023 nhưng với thời hạn là 1 tháng. Nên các bạn hãy lựa chọn video phù hợp với nhu cầu để xem hướng dẫn nếu như video này của mình các bạn làm không thành công. Và kế bên đây sẽ có một video hướng dẫn cho các bạn cách để xóa ứng dụng trên máy tính hoặc là gỡ bỏ phần mềm Microsoft Office. Trước khi bắt đầu video này thì các bạn phải bắt buộc phải gỡ bỏ phần mềm Microsoft Office trên máy tính mình một cách hoàn toàn và À, nếu như ba cách mình chỉ trong video này không thành công thì các bạn có thể gỡ bằng phần mềm hỗ trợ của Microsoft Office 365. Các bạn sẽ tìm kiếm trên trang web phần mềm hỗ trợ gỡ bỏ phần mềm Microsoft Office 365. Như vậy thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn một ngày vui vẻ.